Chào khán giả nhé, xin mời quý khán giả ăn cơm cùng với Gia Cát Lượng nhé. Hiện tại thì mình đã ở là ăn các món như này, và nước này là nước để chống rau sắn này nhé, rất là tuyệt vời luôn. Hả? Sao? Chấm ở bên này thì rất là ngon. Cá ngon lắm. Cái gì trong buổi tối này cũng rất là ngon. Rất là ngon quý vị ạ. Món này là món ruột của mình đấy quý vị. Rau thơm ăn rất là ngon nhé quý vị. Giá dầu Mỹ giao dịch kỳ hạn tại châu Á đã bật tăng trở lại, vượt qua ngưỡng $0 sau khi xuống âm. Trong tuyên bố mới nhất, Arsenal cho biết việc cắt giảm lương sẽ có hiệu lực ngay trong tháng này. Tuy nhiên, Arsenal cũng hứa hẹn nếu